thì việc đầu tiên các em kiểm tra ở trên Photoshop của mình ấy, các em xem ở cái góc bên trái phần Auto Select này, này nhìn lên trên chỗ chuột của anh chỉ này, thì các em để cho anh là check ở đây là Auto Select này và chọn bên này là Layer này. Có nghĩa là anh chọn là bất kỳ cái vùng nào ở trên cái giao diện này thì nó sẽ mặc định nó sẽ chọn cái layer đó. Đây các em nhìn sang bên này nhá, thì đây là danh sách các layer. Ok chưa? Ví dụ anh chọn một layer bất kỳ này, em nhìn thấy đây. Thì các em thấy là nó chọn cho mình cái layer 45 này. Anh di chuột về cái logo thì nó chọn cho anh cái layer là logo đúng không? Và cái mắt này này là ẩn hiện cái ảnh đấy ở trên layout của mình. Hiểu chưa? Thì các em phải để đây phải là để chọn layer này. Được chưa? Thử đi, thử giống của anh đi. Thì việc đầu tiên bây giờ anh cần phải cắt đó chính là cắt cái này, cái logo này, đúng không? Thì cách nhanh nhất hôm trước mình dùng cái công cụ là crop này đúng không? Để mình cắt như thế này đúng không? Nhưng đối với những cái kiểu như logo như thế này thì mình sẽ không dùng, mình không dùng cách cắt này nữa, mà anh sẽ chọn một layer. Đây, nhìn thấy chưa? Thì mặc định ở trên này của anh nó sẽ chọn cho anh cái layer là logo. Ok chưa? Anh sẽ kích chuột phải vào đây, anh show hide all other layer, có nghĩa là ẩn tất cả các layer khác đi, giữ nguyên cái logo thôi. Và anh sẽ vào thư mục image, và anh vào thư mục là trim. Ở đây mình sẽ cắt theo chiều top line bottom left, thì anh sẽ được cái logo chuẩn như này, cắt đúng theo cái viền nó, mình không bị dư ra đoạn nào cả. Thử đi. Hôm nay chủ yếu làm cái Photoshop. Đây vào đây. Ẩn hết đi và vào đây. Anh làm lại nhá. Xem anh làm xong thì làm, anh sẽ dừng để cho mọi người làm mà. Đây nhá. Nhìn vào đây nhá. Các em nhìn vào đây nhá, anh chọn logo đúng không? Anh chọn logo và anh click chuột phải vào cái mắt ở logo này. Đây. Show hide layer. Ok chưa? Sau đó anh sẽ chọn cái lệnh image trim và anh sẽ nhấn ok. Cắt nó. Mình được cái logo này. Thử đi. Anh lưu nó lại. Lưu nó lại với phần mở rộng nhá. Thì các em thấy là cái logo của mình ấy, đối với những cái ảnh mà nó không có background phía sau như này, hình dung ra chưa? Thì mình sẽ lưu ở dạng là PNG. Đây, anh sẽ lưu nó với phần mở rộng là PNG. Đây được chưa? Save. Anh sẽ đặt tên cho ảnh của mình là logo. Logo. Được chưa? Sau đó anh sẽ nhấn Ctrl Alt Z quay trở lại cái màn hình lớn của mình. Các em có thể để là Ctrl 0 để nhìn tổng quan này. Sau đấy chọn là layer này. Và mình sẽ show tất cả những layer khác lên. Đây. Được chưa? Nhấn Z để mà mình có thể zoom và theo dõi. Đây. Ok chưa? Tiếp theo đến phần này anh sẽ cắt cả cái chữ này luôn. Đây này. Cả cái chữ này. Và cái chữ này anh sẽ cắt làm một thì anh giữ shift. Đó, anh đã chọn là hai chữ này. Ok chưa? Và anh nhấn trim thì mình sẽ cắt được. Lưu nó lại thì đây sẽ là cái câu slogan của nó. Image. Đây anh sẽ để là PNG slogan. Slogan. Ok chưa? Ctrl Alt Z lại và mở các layer khác lên. Được chưa? Thì mình xong cái phần này rồi đúng không? Ở đây thì mình sẽ dùng cái nào để cắt cái gì ở trên này? Thì chúng ta sẽ cắt cái này. Cái icon này.
anh cũng sẽ sử dụng cách cắt kia bởi vì nó rất là nhanh. Nếu mà mình thao tác nhanh thì đây rất nhanh, nhanh hơn cái crop nhiều và nó chuẩn nữa. Đó, lưu nó lại. Ở đây anh sẽ để là BTN Search, có nghĩa là Button Search ấy. Được chưa? Ok, Ctrl Alt Z lại và mở lại layout đó. Tiếp theo, các em nhìn thấy là cái background này thì CSS không thể làm được rồi, đúng không? Background tốt này này thì chắc chắn là mình phải lấy toàn bộ background này. Đó, và cái chữ này, này, chữ này, cái phông chữ của nó đang là gì? Phông chữ của nó thì đang là UTM, đúng không? Một là mình sẽ cắt nguyên cái chữ này, hai là mình sẽ sau này mình sẽ dùng CSS và đưa cái phông UTM vào, thì các em có hai lựa chọn. Nhưng ở đây anh sẽ cắt, anh sẽ cắt vì trên máy của anh đang không có cái phông UTM, nó đang báo lỗi này. Nhìn thấy không? Nếu mà anh cắt này, ok chưa? À, nếu mà anh sử dụng, nên là anh sẽ lấy nguyên cái ảnh chữ tên công ty này. Đây, anh sẽ sau đây. Được chưa? Anh lưu nó vào. Ở đây anh sẽ để một cái câu, cái ảnh của mình sẽ có tên là Welcome, đúng không? Đó, Ctrl Alt Z lại. Bây giờ thì mở nó lên và tất cả những layout còn lại lên. Tiếp theo mình sẽ cắt đến cái gì? Anh sẽ cắt đến cả cái background này cùng mấy cái xe này luôn. Thì anh sẽ chọn background này, nhìn này. Đó, nhìn thấy chưa? Có rất nhiều cái để cấu thành nên cái background này. Một đấy là một cái này. Cái layout thứ 5 này, nhìn thấy chưa? Và layout này sẽ là thứ mấy đây? 44. Đó, ok chưa? Chưa hết đâu, còn cái này nữa. Đây, ok chưa? Còn đây nữa. Thì mình sẽ phải đi nhóm những cái layout này. Là một thì giữ ship này, chọn này. Đó, nhìn thấy chưa? Chọn này. Nhưng vấn đề là mình đang ẩn mất mấy cái kia rồi. Sâu hết lên lại. 1 này, 2 này, 3, đây được chưa? 4, layout thứ 5. Và cái thứ 45 nó là cái đè này. Mình sẽ tìm đến cái 45, chính là cái này. À, không phải. Thứ 5 này. Ẩn cái thứ 5 đi, hình như là thứ 5 và thứ 7. Thứ 5. À, thứ 5 và 44, đúng không? Đây là layout 44 này. Đó, thì anh sẽ giữ thứ 5 này. À, 44 này. Và cái thứ 5 của mình đâu nhỉ? Đây đúng không? Layout thứ 5. 5 là chữ này. Không, mình xem bên này là tên của nó là 5. Đây. À, không. Đây đây nó đây nó đây. Đó. Anh sẽ giữ nó. Nhấn shift để giữ nhá. Anh cho ảnh đi thôi. Tìm cái ảnh xong. Đây anh giữ cái thứ 5 này. Đéo. Để cái thứ 5 này. Bật cái thứ 4 đây. Anh bật lên đây. Thank you.
Tên đi, layer thứ 44. Đây, được chưa? À, tên đến layer thứ 5. Đây, thì mình ra được cái này. Nhưng ở đây các em nhìn thấy là cái 44 của mình nó là cả một cái background lớn, đúng không? Thì lúc này mình không thể sử dụng cái cách cắt là image trim này nữa, đúng không? Mình sẽ sử dụng cái gì? Zoom lớn nó lên, mình sẽ sử dụng crop. Đây được chưa? Anh sẽ kéo thu nó về và anh sẽ kéo nó. Này, zoom nó lên để mình có độ chính xác này, nhìn thấy không? Anh mới quay thôi. Anh quay rồi. Đây, được chưa? Zoom lớn nó lên này. Đó thì mình sẽ đặt được cái vị trí chính xác. Và anh kéo sang bên phải này. Cũng tương tự như vậy, các em nhìn thấy không? Đó. Kéo sang bên trái thì mình có thể cho nhỏ lại. Căn chuột không này, nhanh nhất này. Zoom lên này. Đây. Ok chưa? Thì lúc này anh sẽ cắt nó. Mình được cái ảnh này. Được chưa? Ở đây thiếu một cái ô tô, đúng không? Ô tô nó sẽ nằm ở layout thứ bao nhiêu? 28. Thì cứ rất đơn giản thôi, mình sẽ sâu 2 hết lên, mình được cái này, đúng không? Nhưng mình sẽ đi ẩn lại cái này, ẩn lại. Click rất là nhanh. Đây, thì anh sẽ được đúng cái background được cần. Thế. Đây. Chọn chữ tìm kiếm này. Được chưa? Anh nhấn set lại. Đây. Thì cái này có nghĩa là tòa nhà nó đang để cái tòa nhà nó nổi lên trước cái mây phía sau. Thì nó đưa rất nhiều layer vào. Ở đây anh sẽ để là background tốt. Mình sẽ để JPG. Biết sao không? Bởi vì ở phía sau của nó không phải là cái không có ảnh nền nữa. Đây là ảnh JPG. Anh sẽ chọn ở đây là JPG. BG tốt. BG là background tốt. Được chưa? Ctrl Alt Z lại này. Sâu tất cả lên này. Bây giờ anh cắt đến phần nào? Ở dưới đây cần phải cắt không? Menu này. Menu không, đúng không? Nhưng mà các em nhìn thấy cái này có gì đặc biệt không? Cái đường gạch đứng này. Đây này, đúng không? Mình chắc chắn mình phải cắt cái này. Đó, như thế không? Sâu 2 chính là cái này. Mình sẽ sử dụng một cái thôi. Anh cắt tạm ra một cái phần bất kỳ. Ở đây anh sẽ sử dụng trim. Được chưa? Xếp lại. Ở đây anh sẽ để là line. Tiếp tục. Mình sẽ cắt sang phần nào? Cái ảnh, đúng không? Ảnh lớn này, đúng không? Khá nhiều ảnh đấy. Như này. Ẩn cái này đi, dưới lại còn cái nữa. Cứ cắt đủ thôi. Dùng cái này trước đi. Đó. Này, xếp lại. Đúng rồi, ảnh chạy slider. Đây là ảnh JPG. Mình chưa làm đến chạy thì mình chỉ cần cắt một cái. Đúng rồi, chính xác. Slider 1. Được chưa? Sau này muốn lấy nhiều ảnh thì vào đây xem lại những ảnh còn lại nữa. Thì đưa nó vào.
Anh sẽ lấy tạm một cái này nhé. Background này cần không? Không đúng không? Đấy, background này nó là màu này. Tiếp tục mình sẽ cắt sang cái gì? Cái này cần không? Cái này thực tế không cần đâu. Đây là mình border được, đúng không? Background của cái này thì nó background màu đơn. Đây này, của cái này này thì là background màu đơn này. Nên là mình không cần. Tiếp theo xuống dưới, cái này chắc chắn là phải cần rồi. Chưa hết là cái icon về ô tô này, đúng không? Mình sẽ sử dụng nó. Đây anh sẽ cắt nó. Cái này nó màu trắng nên các em không nhìn thấy. Đây này, cái này này, cái icon này. Không thể cắt cái này, đang báo sao đây này. Nếu mà trường hợp như này tính như nào? Rất nhiều cách. Anh kéo nó sang bên này xem nó có vấn đề gì không. Sang bên này cũng không thể cắt được. Ok, thế crop cho nhanh. View lên, cái này màu trắng thì phải chú ý một chút. Đây, được chưa? Xuống đến chân của nó. Enter. Ủa, hơi lớn nhỉ? 24. Sếp gọi anh đặt tên là K. Control and Z. Sau mũi khác lên. Cái nào phải cắt nữa? Cái này đúng không? Cái này các em biết vì sao phải cắt không? Bởi vì CSS không làm như này đâu. Nó có cái đụng bóng. Anh sẽ cắt nó. Này, anh sẽ sử dụng crop. Anh cắt một đoạn. Đấy, lưu nó vào. Sẽ là BG sidebar. Sidebar Control and Z. Cái này mình cũng phải cắt này, được chưa? Nhưng mà chữ thì mình sẽ không đưa vào. Tên detail chi tiết ấy. Control and Z lại. Tiếp theo mình sẽ cắt một cái ảnh bất kỳ. Anh sẽ lấy một cái xếp lại, đặt nó là product control and z, sâu những cái còn lại lên. Hết rồi nhỉ. Sang bên dưới, xuống bên dưới này mình sẽ phải cắt một chỗ cái này đây. Trên và dưới là đang khác nhau nhỉ? Cái sidebar này với cái này đã khác nhau. Xảy ra sao nó thiết kế kiểu gì nữa. Đấy, anh sẽ bỏ chữ này đi.
anh sẽ lấy nguyên cái này. Đó, được chưa? Đưa nó vào. Lưu lại. Left sidebar. Nó ở bên trái. Ctrl Alt Z. Mở lên. Cái này tương tự anh sẽ cắt giống như ở trên. Zoom lớn lên để đảm bảo sự chính xác nhất. Lưu lại. JPG. BG sidebar bottom. BG sidebar cái cho ở bên dưới. Ctrl Alt Z. Mở lên. Ok, cái này ok rồi nhỉ. Cái này là mình phải lấy đây này. Cái nút check này. Một là mình lấy, hai là lấy ở bên trên mạng. Nhưng đây tốt nhất là theo của nó. Theo của nó là tốt nhất. Cũng không được này. Dùng crop đúng không? Được chưa? Bao nhiêu đây? 88. Check. Ctrl Alt Z. Cái này mình cũng phải lấy này. Cái active này. Đây. Cái này thì lại cắt được nhỉ. 99. Ồ, hơi lệch nhau rồi. Cho nó xuống 88 đi. Bởi vì hai cái này thực ra cái trắng với cái xanh này là một mà. Thì cố gắng kích thước nó giống nhau. Đây sẽ là check active. Active. Ctrl Alt Z. Tiếp theo. Cái này chắc chắn là mình phải lấy hết này. Đầu tiên là cái màu background thì mình không cần nhá. Nhưng mà cái cả cái phần này này là mình cần này. Bỏ chữ hỗ trợ đi. Đó, hai cái này là mình cần này. Đây. Không phải đâu. Đây xin. Này. Này, rõ ràng là mình đang dùng nó này. Đây. Rồi, rõ ràng có một khoảng đây đúng không? Cắt đi mà nó lại lấy ngắn như thế này cũng hơi kỳ đấy. Dùng crop đi. Đấy là em nhìn thấy cái phần trắng của nó đây không? Zoom lớn thêm chút nữa. Anh sẽ cắt đến đây.
Ok. PNG. Đây sẽ để là support. À đâu? Hotline thì. Control Z. Phần dịch vụ này tương tự. Sẽ cắt. Ok. Anh sẽ đặt là support. Hết chưa? Chưa đúng không? Còn phần tin tức nữa. Tiếp tục. Đây sẽ là new. Cái ảnh này mình cũng phải cắt này. Cái ảnh xe này. Vì nó khác với ảnh sản phẩm. Ở đây anh sẽ cắt. Cái màu này khả năng là từ từ anh sẽ làm. Cái màu này này, cái phần này là cái này này, mình bắt buộc phải cắt, biết sao? Bởi vì cái này là cái ảnh mờ để mình nhìn thấy ở phía sau này, nếu dùng màu là không nhìn thấy được. Đây, anh sẽ lấy cái ô tô này trước. Tiếp theo, đây, anh sẽ lấy một phần của cái ảnh này thôi. Kiểu của nó là PNG. Caray, BG, Ctrl Z lại. Cái này thì sao? Cái này cũng bắt buộc phải cắt đúng không? Rồi, anh sẽ lấy cả khối này luôn. Các em nhìn thấy cái phần đủ bóng này không? Rồi, anh sẽ lấy nó. Thì lấy luôn cả cái ảnh này đi. Cả cái này đi. Ok đấy. Rồi. PNG. Tiếp theo. Dưới này thì đủ rồi đúng không? Sản phẩm đủ rồi đúng không? Mình thiếu cái này nữa này. Background của toàn trang.
Đây mình sẽ dùng crop để cắt một cái phần background này lưu lại. Body đó, tiếp theo xuống phần footer. Lớp mình mai học nữa nhỉ? Ờ, thế thì hai buổi khá là sát nhau nhỉ. Footer này thì anh sẽ sử dụng như này. Ở đây theo các bạn thì cắt như thế nào? Nếu để cho các em cắt, cắt như thế nào? Cái phần footer này, nếu để cho các em cắt thì cắt như thế nào? Mình sẽ cắt cái này riêng đúng không? Bởi vì cái logo này khác ở trên rồi. Là cắt cái này. Cắt cái này thì mình chỉ cắt một cái dọc này thôi. Và sau đó cho nó repeat theo chiều từ trái sang đúng không? Repeat x. Đây sẽ cắt cái này trước. Footer BG. Đây sẽ là footer BG, được chưa? Background footer. Và bây giờ mình sẽ lấy cái logo này. Coi như là xong đấy. Đây. Được chưa? Cắt bằng cách này là chuẩn nhất. Đó. Thì sẽ đặt tên là logo footer. Logo footer. Footer. Ok chưa? Bây giờ thì mình đi triển khai layout được rồi. Đó, anh tạm tắt cái này đi. Quay trở lại đây thì lúc này anh sẽ thấy là mình có ngần này ảnh rồi, đủ để làm layout chưa? Bây giờ anh sẽ đi dựng layout nhé. Anh tạo ra một cái file HTML ngoài này, index.html. Và một thư mục CSS. Ở đây anh sẽ tạo luôn một cái file style.css cho nó. Đây, style.css. Anh sẽ chuyển cái file này vào đây cho nó dễ quản lý. Sao không mở được? Đây, được chưa? Index layer CSS. Thì phân tích một tí về cái giao diện này nhá. Mình xem là mình sẽ cần bao nhiêu cái thẻ div cho cái giao diện này. Tạo luôn ra một file JPG. Đỡ phải mở bằng Photoshop.
Đây. Mình sẽ cần bao nhiêu thẻ deep? Đầu tiên nhá. Mình sẽ cần cái deep này đúng không? Menu à, cái header. Rồi là trong cái này thì mình sẽ cần bao nhiêu cái nữa? Background thì là cho cái cả cái deep đấy rồi đúng không? Sẽ trong cái này nó sẽ không được rõ ràng lắm đúng không? Nhìn ở đây các em thấy là rất là khó để mà chia theo từng cái deep đúng không? Thì ở đây á, mình sẽ tính như ở trên này một cái deep này, hai cái deep này và ba cái deep, được chưa? Và cái phần này ở dưới là một cái thẻ p hoặc là thẻ deep gì đấy để chứa cái text này, ok chưa? Tiếp theo là menu, thì cả cái slider này là một cái deep đúng không? Bởi vì sao? Cả cái phần này là một cái deep và trên này thì sẽ là có cái deep menu, được chưa? Và phía dưới này sẽ là cái deep dành cho ảnh này, slide ấy. Ok chưa? Và ở đây thì sẽ là danh sách những cái nút chuyển của slide. Tiếp theo xuống dưới đây thì mình sẽ cần một cái deep lớn đúng không? Trong deep lớn đấy thì mình sẽ có một bên cái bên trái và một cái ở bên phải. Thì các em nhìn thấy là cái các khối ở bên phải nó gần giống nhau đúng không? Ở trên đây cũng tương tự như vậy, cũng gần giống nhau, chỉ khác nhau duy nhất là cái size bar này thôi đúng không? Đó, footer thì mình sẽ cần đến hai thẻ deep, một thẻ deep dành cho cả một cái khối này, được chưa? Và một cái thẻ deep để mình căn nội dung nó ra giữa chính là cái nội dung này đúng không? Trong đây thì mình sẽ có một cái thẻ UL LI, có 3 thẻ LI đúng không? LI thứ nhất, LI thứ hai, LI thứ ba. Hình dung ra chưa? Ok. Bây giờ mình sẽ đi làm. Anh quay trở lại cái file CSS của mình. Thì ở đây đầu tiên anh sẽ nhúng cái file đó vào đây. Link sẽ là CSS và thư mục file của mình là style.css, được chưa? Thì anh sẽ mở file CSS lên. Anh sẽ đặt body của mình với cái font family là Tahoma. Font size chung cho toàn trang anh sẽ để là khoảng 13 pixel. Và UL anh sẽ reset luôn đúng không? 0 pixel padding, 0 pixel. Tất cả những thẻ ULLI đều có list style là none, được chưa? Bây giờ quay trở lại body, mình sẽ phải có background cho nó, chính là cái này. Anh sẽ đặt background cho nó, background ULL image sẽ là body đúng không? Chấm PNG, được chưa? Repeat. Thực ra mình không để repeat thì mặc định nó sẽ là hiểu repeat theo cả hai chiều đúng không? Trục x và trục y. Anh chạy trang này lên. Nhận chưa? Nhận rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ làm cho phần đầu tiên, chính là phần này. Đây đúng không? Mình sẽ có một cái deep là header. ID là header đầu trang ấy. Anh sẽ đặt background cho header này. Anh đi từ trên xuống nhá. Đến đâu làm đến đấy luôn. Và trong header này sẽ có cái gì? Có một cái thẻ deep ở bên trong nó. Mục đích để làm gì? Căn để mà đưa toàn bộ được cái nội dung này ra giữa đúng không? Này này, margin không auto ấy. Đó. Thì trong đây mình sẽ có một cái gọi là deep. ID là header. Anh đặt tạm như vậy.
được chưa? Thì nhìn cái là mình hiểu cái mục đích cái thẻ lead này để làm gì. Anh sẽ định nghĩa cho header này của mình, background url image là cái gì đây? Top, đây là top đúng không? Sẽ là repeat nó theo chiều x. Chiều cao của nó sẽ bằng với chiều cao của cái ảnh. Thì cái ảnh này có kích thước là bao nhiêu? Các bạn có thể xem ở đây này, xem chi tiết cái ảnh này. Đây đúng không? Thì chiều cao của nó là 151 pixel. Anh sẽ để đúng chiều cao của nó như vậy. Còn chiều rộng thì mình sẽ không kê nữa, 151 pixel. Chạy nó lên. Đây. Được chưa? Nhưng ở đây các em nhìn thấy là nó đang có một cái khoảng cách đúng không? Thì mình sẽ để reset cho cái thẻ body của mình là giống như là của UL margin 0 pixel và padding 0 pixel. Đó. Được chưa? Bây giờ anh sẽ làm vào bên trong nó, chính là cái thẻ này. Border 1 pixel solid. Mình sẽ để kích thước của nó sẽ là 1000 thôi, tạm thời như vậy. Thì các em sẽ thấy cái đường kẻ này đen đen đây đúng không? Chính là của thẻ clip ạ. Chiều cao là 2 là 151 pixel. Đây. Và width 1000 pixel. Margin 0 pixel auto. Đây, thì nó ra đây rồi đúng không? Bây giờ anh sẽ đưa nội dung vào theo đúng này. Đầu tiên, div đầu tiên là cái logo. Logo. Div thứ hai. ID là gì? Slogan. Thứ ba. Search đúng không? Form search. Anh sẽ đưa logo ở đây. Anh sẽ định luôn chiều cao của cái này, 151 pixel. Và đây sẽ bỏ border đi. Nhúng logo vào image src bằng image trở đến logo.png art logo. Được chưa? Đó. Tiếp theo anh sẽ đặt slogan vào, mình sẽ đi chỉnh sau. Image src art là slogan. Và đây sẽ là gì? Image slogan đúng không? Chấm png. Đó. À, còn cái form của mình thì mình sẽ đưa thẻ form là input vào. Cái này hơi đặc biệt đúng không? Đó, cái này nằm trên này. Mình sẽ có cách để làm được đấy. Anh sẽ đặt form action. Phải đầy đủ các thuộc tính của form nhé. Methods để tạo như vậy. Trong này sẽ là một cái input có kiểu là text
style là text, name và value nó, và một cái button để mình thể hiện được cái này này. Button để thể hiện cho cái này. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ đi sửa một chút cho cái giao diện này. Đấy, các em nhìn đây, mặc định nó như thế này đúng không? Mình sẽ float left cho ba cái này. Thì anh sẽ đặt một cái class là header margin left. Anh sẽ đặt chung như thế. Thì cái nào dùng chung được thì anh sẽ đưa vào class này. Nó nằm ở trong ID có tên là header margin. Được chưa? Float left. Ok. Đó. Bây giờ anh sẽ đi chỉnh thằng logo trước. Đối với header margin có ID là logo. Anh sẽ định chiều cao cho nó. Chiều cao của cả cái này là 51 à 151 pixel. Đây. Thì đối với cái này anh sẽ gọi đến image. Đối với logo trước thì anh sẽ đặt width của nó bằng với cái kích thước của cái logo này, hoặc là lớn hơn một chút không sao cả. 238 để là 300 đi, 300 pixel. Được chưa? Sẽ đẩy cái slogan kia về một chút. Tiếp theo anh sẽ kéo cái logo xuống dưới một chút cho cân, đúng không? Thì mình sẽ định nghĩa vào thẻ nào? Cho thẻ image bên trong, đúng không? Margin top khoảng 50 pixel. Thì các em sẽ thấy là hơi lớn nhỉ? Khoảng 10 pixel. Xem nào. Đấy, tốt nhất là dùng cái này thì các em sẽ căn được một cái khoảng V còn một cái chữ ở dưới này này, đây này, à thế cũng hợp lý rồi đúng không? Không đẩy nữa, do ảnh mình căn nó chuẩn thì nó sẽ hợp lý. Đây, mình sẽ bỏ đi nhá, coi như image không phải chỉnh nữa. Tiếp theo đến cái slogan này ở đây đúng không? Cũng không phải xuống nhiều lắm. Các em nhìn lên đây nhé, cũng không phải xuống nhiều lắm đúng không? Nhưng anh vẫn đưa vào. Thì anh sẽ gọi vào cái margin left này. À sorry, từ cái header margin này anh sẽ gọi vào ID là slogan đúng không? Image margin top cho nó khoảng 20 pixel. Đây. Đồng thời anh sẽ định nghĩa xuống chút xíu. Đồng thời anh sẽ định nghĩa cái khoảng, cái độ rộng cho cái slogan này, chính là cái thẻ div này. Một cái độ rộng 100 pixel. Slogan. Đây đúng không? 600. Hơi lớn này. Đưa về 500 này. Thì mình xem này. Tầm tầm này đúng không? Ok, anh sẽ để là 500. Và ở đây anh thêm một chút. Đó. Bây giờ anh sẽ đi định nghĩa cái này. Thì định nghĩa cái này, độ rộng của nó bằng cái còn lại. Form search. Nằm trong header margin. Width của nó bằng bao nhiêu? 200 pixel. Đây. Position cho nó. Relative. Được chưa? Bây giờ anh định nghĩa vào cái này.
thì sẽ có input có border là thế này đúng không? Anh lấy cái màu màu viền này là border của input, sẽ định nghĩa vào cho input có border bằng màu này đúng không? Đưa cái sort này xuống, gọi đến input, được chưa? Một pixel solid chạy lên. Tiếp theo background của nó màu nền này sẽ có màu này, đây sẽ là background màu chiều cao để khoảng 32 pixel, hơi lớn đúng không? 28. Thực ra là mình nên cái chiều cao này mình nên theo cái chiều cao của cái này này, hiểu chưa? Và nới rộng thêm một chút xíu. Đây nó là chiều cao đang là 22 pixel, anh để khoảng 25 pixel, được chưa? Thì nó sẽ song song với cái slogan này, gần như là song song với cái chiều này. Mình sẽ đưa nó xuống. Đưa xuống kiểu gì đây? Anh sẽ nới rộng thêm cái width cho cái input kia khoảng 180 pixel. Đây. Thậm chí là 200 đi. 200 pixel. Và anh sẽ margin top cho nó khoảng 15 pixel. Hay lắm, được chưa? Anh sẽ lấy đúng cái kích thước này anh đưa ở đây thì mình sẽ được cái input này. Bây giờ đến cái button, mình đang để là button đúng không? Để cho nó có một khoảng trống đi. VFP. Anh sẽ định nghĩa vào button. Button này thì anh sẽ định nghĩa đầu tiên là cái gì? Background cho nó đúng không? URL sẽ bằng gì? Image của btn search, được chưa? .png. Chiều rộng và chiều cao của nó như mình vừa xem là bao nhiêu? 22 và chiều rộng là 21-22 đúng không? Anh sẽ để width 21 pixel, 22 pixel. Border none, không có border. Đây đúng không? Mình sẽ di chuyển cái này lên bằng cách mình sẽ để thuộc tính position ở đây là absolute, và anh sẽ đặt top một con số bất kỳ, và right một con số bất kỳ để anh ra đó anh chỉnh sửa trên đây cho chính xác. Đây, ok chưa? Anh sẽ đưa nó xuống. Đó, khoảng 28 pixel. Tốt. Thì mình xong được cái phần header này rồi. Còn thiếu cái gì nữa? Cái dòng này ở đây đúng không? Mình sẽ đặt nó ở đâu? Trong logo luôn, trong cái thẻ div logo. Đúng không? Mình sẽ đưa nó vào. Đây, anh sẽ đưa image RC RT. Tên của nó hình như là welcome. Welcome.png. Mình xem là nó nằm lên như thế nào. Đây đúng không? Đẩy nó xuống bằng cách sử dụng margin thôi. Anh sẽ đặt class ở đây. Shadow welcome. Từ trong ID là logo. Đây đúng không? Anh sẽ định nghĩa header copy cho nhanh. Class là welcome. IMG có class là welcome. Đó, anh viết như thế thì mình sẽ đọc như thế. Margin
tốt là 30 pixel. Được chưa? Các em có thể điều chỉnh cho nó xuống dưới chân giống như đây. Tùy thôi. Đúng không? Được chưa? 40. Coi như xong ở trên này nhá. 38 pixel. Đó. Bây giờ mình sẽ xuống đâu? Cái này cũng coi như xong này. Các em nhìn thấy, click vào đây này. Dây chuột vào đây mà nó không hiển thị cái bàn tay thì hơi kỳ. Đúng không? Đúng không? Mình sẽ dùng cái gì? Không, không dùng thẻ A. Anh sẽ nói thêm một cái thuộc tính mới ở đây. Focus. Focus. Không phải focus mà nó gọi là gì? Để nhớ lại cái thuộc tính này, focus này, chat này. Còn lát anh thêm vào, nó là một cái thuộc tính kiểu như là hover chuột vào thì nó để dạng point là ra cái bàn tay. Thì nữa mình xem lại. Bây giờ cái tag này của mình cũng điều chỉnh một chút này, nó đang hơi liền thì mình sẽ để tag hidden như nó. Các em tự bổ sung sau nhé. Tiếp theo đến phần menu. Thì menu này thì đơn giản rồi đúng không? Mình sẽ xuống đây thì mình cần đến một cái thẻ div lớn thứ hai. Cả cái div lớn này đúng không? Rộng 100%. Thì anh sẽ đặt là sang bên này. Coi như là mình xong cái phần header đó. Đóng nó lại. ID ở đây sẽ là slide. Đây đặt là gì nhỉ? Đây là menu. Slider menu chứa hai cái đó. Được chưa? Trong đây thì mình sẽ có cái gì? Một div về ID cho menu. Một div ID cho slider. Được chưa? Ok. Trong menu có gì? Trang chủ. Nó còn tách còn lại tự sửa. Trong đây thì có gì? Có ảnh đúng không? IMGRC. Image. Nó sẽ là gì? Slide luôn đúng không? Chấm JPG. Như lúc trước anh đặt slide. Đấy, không nhận ảnh đây. Slide 1 à? Ủa anh đặt là slide 1 mà không có một tí gì đọng lại trong đầu nhỉ. Đây. Bây giờ mình sẽ đi đặt background. Thì các em nhìn chú ý một chút ở đây. Lúc nãy anh bảo là không cần lấy màu thì cũng không đúng. À không cần phải cắt ảnh này cũng không đúng. Bởi vì nhìn xem nó có một cái độ bóng, độ đậm lên đúng không? Đây, khả năng phải cắt rồi. Anh sẽ cắt luôn. Cắt một cái đường nhỏ thôi. Chuẩn chưa? Ok.
anh sẽ đặt tên cho nó là Bigger Slide. Mình sẽ đi định nghĩa CSS cho nó ở bên này là đầu tiên cho div lớn này, đúng không? Nó đang bao anh, các em nên, tức là trong HTML, bởi vì sau này file nó rất là lớn, rất là nhiều, mình nên có cái đánh dấu để sau này mình tìm lại nó dễ, đoạn nào là về cái gì. Slider and menu, tức là comment code ấy. Đây là comment, được chưa? Ở đây sẽ là ID của slider background ull, chiều cao của nó là bao nhiêu, mình sẽ check lại. Slider bg slide png .jpg, mình sẽ repeat nó theo chiều x, chiều cao này 467 pixel, đúng không? Hai là 467 pixel, chạy đến đã, được chưa? Ở đây này anh vẫn thiếu một cái thẻ. Ở đây này, các em biết thiếu thẻ gì không? Thẻ A cho menu rồi, còn thẻ gì cũng cực kỳ quan trọng nữa. Không phải, chính là thiếu cái thẻ để mà đưa cái nội dung này ra giữa, đúng không? Đưa toàn bộ cái này ra giữa này. Đây, đúng rồi, anh đang bị thiếu, xử lý luôn. Đi, hay đi. Gì? Được chưa? Bây giờ anh sẽ đưa cái này ra giữa. Margin 0 pixel auto. Hai là 467 pixel. Xong. Width là bao nhiêu? 1000 pixel. Được chưa? Tiếp theo trong đây. Đóng lại. Mình sẽ copy nó xuống. Được chưa? Anh đi select cho cái menu của mình. Chiều cao của menu này là bao nhiêu? Màu thì mình lấy được rồi, đúng không? Chiều cao rơi vào khoảng... ơi, anh có cắt đâu, đúng không? Nên là không biết ảnh bao nhiêu. Xem này, 37 pixel, đúng không? Mà thôi, để luôn 40 đi, tại vì nó là màu mà, cũng không quan trọng lắm. Anh sẽ để 40 pixel. Đầu tiên anh sẽ đặt cái div menu của mình cao 40. Trong margin. Border gì nhỉ? Border của cái menu này, nó có một cái ảnh không? 40 pixel, à cái đấy thoải mái thôi, background. Anh sẽ đặt là màu này. Được chưa? Width là 100% hoặc là 1000 pixel, tùy các bạn. Ok chưa? Tiếp theo LI, ULLI đúng không? Trong menu anh gọi đến UL và anh gọi đến LI Float Left. Được chưa? Các em hoàn toàn không định nghĩa LI cũng được, mà định nghĩa đến cái gì? Thẻ A. Ở đây. Nhưng anh vẫn định nghĩa LI và anh Float Left, bởi vì
cái bao ở bên ngoài ấy, mà bên trong nó có flawless thì cái ở bên ngoài cũng phải flawless theo, đúng không? Giống như trước anh nói về cái main ấy, main và deep left và deep right ấy. Đó, thì ở đây anh sẽ định nghĩa cho A flawless. Lúc này anh sẽ đặt color của nó là màu trắng, được chưa? Đây, text decoration none, line 2 cho thẻ A đi, sau đó mình sẽ chỉnh sau 40 pixel. Tiếp theo thẻ A của mình có cái gì? Có background đúng không? Là cái này đúng không? Thì anh sẽ xem nào, anh sẽ không đặt background cho cái này ở trên thẻ A nữa. Bởi vì sao? Bởi vì background nó sẽ quy định cái màu nền đây rồi, được chưa? Anh sẽ đặt cho nó cho LI đi. ULL của cái gì? À, mà cho trên thẻ A cũng được. Một cái background ULL sẽ là gì? Line đúng không? Chấm PNG nằm ở phía bên tay phải. No repeat. Rồi. Nhìn thấy gì không? Display. Xem vì sao chưa nhìn thấy gì nhỉ? Trong thẻ anh đi sai. Sai. Đây. Đó, ok chưa? Bây giờ mình sẽ đặt padding top 0 pixel, right khoảng 10 pixel, bottom 0 pixel và left khoảng 10 pixel, 15 pixel. Cho đều về hai bên như vậy. Đây, được chưa? Và anh hover chuột vào thì cái màu của nó cũng sẽ phải thay đổi, đúng không? Ở đây sẽ là gì? Cái lý do tại sao anh bảo các em là anh không dùng thẻ A là như thế này. Hover background anh lấy màu nó đúng cái này. Được chưa? Đó. Thì các em thấy là khi mà anh background hover chuột vào thì cái border nó mất. Biết sao không? Bởi vì ở đây mình, nếu mình muốn nó có lại phải định nghĩa lại ở đây là vẫn có cái border này. Hiểu không? Thì nó mới có đây, nhìn thấy không? Nhưng mà các em thấy là cái code này nó bị lặp lại, đúng không? Trên này có, dưới này có. Thì chính vì vậy thì anh mới bảo là muốn đặt cái này ở trên LI này thì định nghĩa một lần thôi, đúng không? Còn việc background cho thẻ A kia là tùy. Ok chưa? Đó, thì cái này để cho các bạn tự xử lý. Đây, tạm thời để cái này đi. Xong cái menu chưa? Bây giờ anh xuống đến phần image này. Từ từ, trước khi vào cái image này thì không có gì phải bàn rồi, đúng không? Đưa vào cái là được. Nhưng cái này thì sẽ dùng thẻ gì đây? ULLI, đúng không? Danh sách mà. Anh sẽ định nghĩa đến cái image này. Ồ, cái ảnh này đang cao hơn cái này, đúng không? Mình cố gắng là mình sẽ cắt cái ảnh này nó bằng cái này thôi. Là 467 pixel. Ok, tạm thời đưa nó vào đã. Slider trong cái này. Nhưng mà 2 là 467 pixel. Width là bao nhiêu?
Tạm thời để như vậy. Không nhận này. Xem nha. Đúng kích thước rồi đấy. Khả năng cái này anh đang để 467 này. À, các em biết vì sao không? Vì sao nó bị lao xuống một đoạn? Chính là do menu này. Menu này nó nằm đây này. Đúng không? Xử lý nào bây giờ? Có hai cách. Một là bây giờ mình sẽ để cái này nó húp lên trên này, nó nằm dưới cái này. Đúng không? Hai là mình sẽ cho cái này cao thêm. Bà Hà thì cắt lại cái này. Trong kia nó cao rồi mày. Cái dip này auto rồi. Cái dip này auto á? Vâng, dip đấy. Cái dip này auto thì căn bản là cái này của mình đang cao cố định là 467. Vâng. Kể cả cái này auto thì cái này nó bị lặp. Nó lặp cái phần trên này xuống đây này. Nhìn nó bị đứt. Vâng. Kể cả anh đặt cái này cao bằng cái ảnh đấy nhá. Chính là auto á. Vâng. Các em thấy là nó cũng không thay đổi gì. Biết sao không? Không thay đổi bởi vì là cái này của nó chỉ background repeat mà nó vẫn bị đứt như thế này. Hình dung ra, tức là cái chiều cao này nó xuống đến đây rồi đấy, nhưng ảnh chỉ đến đây thôi. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ chọn giải pháp là đi cho này lại. Được chưa? Tức là cái ảnh của nó bị cắt đi. Cắt đi khoảng 40 pixel, giảm đi khoảng 40 pixel. Hoặc là anh sẽ đưa cái này xuống dưới gầm. Xuống dưới gầm của cái này bằng cách làm thế nào? Thôi anh đưa xuống dưới gầm nhé. Position absolute rồi. Được chưa? Và cái gì nhỉ? Anh đặt position relative cho thẻ nào ngoài? Cho cái nào? Chính là cho cái này. Cho cái này này. Đúng không? Đây. Position relative. Thế lúc này top của nó anh để là anh chỉ bắt được top là không pixel. Đó. Nhưng cái menu kia bị ảnh hưởng. Đúng không? Vậy sao nó đẩy lên rồi? Thì cái menu lúc này mình cũng phải position cho nó. Đây này. Position lúc này là cho cái LI này, là cho cái dip menu này. Position absolute. Và mình xem là bây giờ nó ở đâu. Nó bị đè lên đấy. Đúng không? Mình sẽ đặt Z index cho nó là 5. Thì mình sẽ đặt cái slide này đúng không? Sorry. Anh sẽ đặt cái này. Mình không ke vào image nữa. Cái này thôi. Vì cái này nó bao image rồi đúng không? Là đủ. Z index. Đó. Ok chưa? Tiếp theo. Đến phần ở đây đúng không? Mình sẽ định nghĩa nó trong đâu? Trong slide này. UL. Anh sẽ đặt class là control điều khiển này. LI. Bởi vì click vào nó không cần liên kết. Mình không cần thẻ A. Đây, được chưa? Từ ID slide anh sẽ gọi vào UL có class là control. Ở đây anh sẽ gọi vào LI float left. Nó đang bị dính cái thuộc tính. Đây, đúng không?
xem nó có dính thuộc tính Z-index hay không thì đã không bị, đúng không? Đó, bây giờ anh sẽ đặt position của nó vào cho nó thì mới biết là bị hay không này. UL position absolute để anh có thể di chuyển vị trí của nó đúng theo ý của anh. Thì đồng nghĩa với việc thằng này là absolute thì cái thằng chứa nó, đúng không, cũng phải là relative. Nhưng các em thấy là thằng này lại đang là absolute, đúng không? Có trường hợp như vậy. Vậy thì xử lý như nào bây giờ? Đây, thì mình sẽ đặt thằng này này, nó nằm ở trong đây. Thì chúng ta, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái thằng slider này. Mà thằng slider margin này chiều cao của nó cũng chỉ bằng cái slide thôi. Thì chúng ta để mình đặt đúng được cái vị trí của mình. Thì khi làm đây là những tình huống bọn em phải phân tích. Thì lúc này nó chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Không nhìn thấy đâu nữa rồi, đúng không? Bắt đầu là nó đã ảnh hưởng rồi đấy. Đặt Z index cho nó, ví dụ anh để là 6, cao hơn 5 rồi, đúng không? Mình sẽ đặt bottom không pixel, right là sang bên phải là không pixel. Đâu rồi? Chưa thấy đâu. Xem nào. Control của mình. Ồ, sao nó chưa nhận CD của anh này. À, rồi. Đây, đúng không? Mình đang quy định như này nó không hiểu. Đây chưa, sorry. Đây. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Float left. Anh sẽ đặt một cái độ rộng nhất định cho cái LI này của mình, ví dụ 200 pixel. Ok chưa? ULI cái này của mình. Đây. Ok chưa? Bây giờ lao của nó đang là gì? Đâu nhỉ, lúc anh không cắt à? Không ạ. Sơ, lấy màu. Xem sáng. Đây. Ở đây sẽ là có background. Là cái này đúng không? Mình sẽ để padding 5 pixel. Chạy lên xem thế nào. Border Radius 50%, đúng không? Đó. Sẽ đặt margin cho nó. Hơi méo mọi người. Đặt margin. Khoai khoảng. Ủa sao nó méo thế? Tại số 1 nó là kiểu in này. Anh nói như cái số 1, cái LI đấy là chỉ dọc đường của cái số 1. Xấu quá nhỉ. Thôi, kệ lại nhá. Được chưa? Thực ra thì bọn em có thể cắt ảnh. Cắt ảnh này, nhưng mà tại vì nó làm màu rồi. Cắt nó hơi thừa. Đây sẽ là màu này. Color cho nó. Được chưa? Phong width cho nó. Đây thành. Cái top này anh sẽ điều chỉnh một chút xíu này. Của UL Line cho nó. Không. Và bottom mình điều chỉnh
20 pixel. Tạm vậy đã nhá. Cửa sổ. Cơ sơ là boy. Đây, nhớ ra thuộc tính đấy rồi. Đưa vào nó là bàn tay. Thì đây cũng vậy này, đúng không? BTN search của mình cũng cơ sơ. Đây, BTN input. Được chưa? Đó. Ok chưa? Đi tiếp. Bây giờ xuống dưới này đúng không? Xuống dưới này thì anh sẽ có một cái deep lớn để bao hai cái deep này. Và anh sẽ định nghĩa hai deep là trong này. Làm luôn. Coi như là kết thúc phần slide đúng không? Header. Đây sẽ là phần gì? Main. Anh sẽ có một cái div có ID là anh cũng đặt là main luôn nhé. Trong main thì anh sẽ có div lab và right. Được chưa? Trong lab này thì sẽ có nhiều thứ, tạm thời bỏ qua đã, làm cái khung của nó đã. Đây, ok chưa? Anh sẽ đi định nghĩa cho main. Các em nhìn CSS anh viết nhé. Đây, từng cái cú pháp của nó rõ ràng, nó đừng viết nó liền tù tì. Nói chung là viết làm sao người khác đọc không bị ức chế là được. Đọc lại code của mình không bị ức chế. Thì đây sẽ là margin 0 pixel auto. Và cái gì nữa? Chiều rộng cho nó đúng không? 1000 pixel. Có gì đặc biệt không? Có một cái đặc biệt là trong đây này, cái background của nó lại là màu trắng. Đúng không? Chỉ thế thôi. Thì đấy là đối với lab thôi. Anh sẽ định nghĩa lab. Main lab. Float lab. Anh đặt width cho nó khoảng 700 pixel. Và min 2 600 pixel. Background là white. Ok chưa? Nó có khoảng cách với cái slider của mình không? Có một khoảng cách, mình đặt ở đâu đây? Main đúng không? Margin tốt khoảng 10 pixel. Đó, được chưa? Ok, đối với line cũng có một cái khoảng cách khoảng 10 pixel đối với cái bên trái đúng không? Mình sẽ trừ đi cộng như nào để trừ tổng là 1000 đúng không? Thì trừ đi 10 thì cái còn lại là thuộc về line. Line sẽ là width 290 pixel đúng không? Và float left anh đặt min 2 cho nó luôn 600 pixel. Bây giờ anh sẽ tập trung anh làm phần bên trái. Đây đúng không? Anh sẽ sử dụng một cái thẻ deep lớn để mà anh làm cái việc này. Đây. Ok chưa? Cái deep này của mình trong đây sẽ là ULLI này. Nhưng nó có một đường kẻ ngang đây. Đúng không? Bây giờ sẽ đi xử lý thôi. Thì trong cái deep khối này này thì lại có một cái deep nữa đặt ở đây. Bây giờ mình sẽ làm, anh sẽ đặt mỗi cái này gọi là một cái
mỗi cái này gọi là một cái block, một khối ấy. Đây đích class block, anh sẽ dùng class. Trong div này anh sẽ có một cái là sidebar của block. Block sidebar. Trong sidebar này sẽ có thẻ H3 chính là cái tiêu đề này. Được chưa? Và một cái này xem tất cả này. Kích vào là xem thì chắc chắn là phải là liên kết rồi, đúng không? Và đây sẽ là gì? Sẽ là được chưa? Ở dưới này sẽ là gì? ULLI vì nó là danh sách mà, danh sách các sản phẩm. Lợi thì nó sẽ có hình ảnh này, tên và giá. Đây sẽ là image. Anh có lưu ảnh rồi đúng không? Image là gì? product.jpg. Tiếp theo là thẻ H3 thể hiện tên của sản phẩm. Tên sản phẩm. Ở dưới anh sẽ có một cái thẻ P để anh lưu giá của nó. Bệnh lười nên là đâu cũng copy hết à. Đây, được chưa? Có, anh sẽ làm đủ số sản phẩm đi. Và 8 cái. Ok, chờ chút nha. Nhanh không là lại quay lại từ đầu. Có nhanh quá. Đi có nhanh quá. Nghe các bạn nghe. Bây giờ cứ nghe thôi, tối về làm. Còn bây giờ chưa cần phải làm. Nhưng mà loanh quanh thì vẫn mấy cái CSS đấy thôi, quan trọng là mình xử lý. Xong chưa? Bây giờ tập trung làm cái này đầu tiên này. Đây này, đúng không? Background cho cái thẻ div nữa thôi. Anh sẽ định nghĩa từ block này vào. Thì cái block chắc chắn là phải mang kích thước đúng bằng cái này, đúng không? Block này là một cái class thuộc cái div left này. Mình sẽ viết như này. Ok chưa? Tạm thời đặt width cho nó là 700 pixel. Từ block này mình sẽ vào cái gì? Sidebar đúng không? Đây, đặt background cho nó là một cái ảnh image. Vào đây repeat theo chiều x, chiều cao. Chiều cao thì chắc chắn là bằng cái ảnh này rồi, 35 pixel. Ok chưa? Chạy. Đó. Đặt một cái margin không như nó. Margin top 0 pixel. Không thay đổi gì này. Margin top. Ok. Padding top 0 pixel. Không có thay đổi. Xem nào.
không thay đổi thì lại phải chơi bài âm thôi. Trừ 15 pixel. Tiếp theo mình sẽ đi định nghĩa đến cái gì? Thẻ H3 đúng không? H3 của mình có background là cái ô tô. Thì từ đây block size 3 này anh sẽ gọi vào thẻ H3. H3 của mình thì đầu tiên mình nhìn thấy là nó có chữ màu trắng. Background là ô tô. Anh nhớ không nhầm là anh đang để được K. Chấm tiền gì? Nó nằm ở bên trái và không được phép lặp lại. Được chưa? Bây giờ điều chỉnh nó này. Anh sẽ dùng luôn chương trình duyệt này. Đưa nó sang bên trái một chút đúng không? Đó. Sẽ là margin. Đối với thẻ 3 H3 lúc này anh sẽ dùng margin led khoảng 15 pixel. Hơi ít thì phải. Rồi, tạm vậy đã. Ok chưa? Tách in the. Mười lăm pixel. Hơi ít. Được chưa? Mà 10 đi. Và anh sẽ đặt margin tốt cho nó, để cho xuống giữa 5 pixel. Float left. Thẻ H3 đang bị ảnh hưởng margin tốt theo cái thế kia này. 2 này là chiều cao anh đang để 35 đúng không? 35 pixel, 35 pixel. Đó, rất nhiều cách. Thì ở đây anh sẽ lấy lại những cái anh vừa làm. Ok. Tiếp theo, đối với cái thẻ A này anh sẽ đặt một cái gọi là read more, tức là xem nhiều hơn, xem tất cả. Anh sẽ định nghĩa vào size 3 của mình và vào thẻ A. A có class là read more, set float right. Đây, đúng không? Sao này nó bay xa vậy? Kiểm tra xem nào. Float left. Ok. Anh sẽ float left cho thẻ H3 để đảm bảo cái kích thước của nó không bị tràn xuống. Thì ở đây float left. Thì ở bên ngoài ấy, cái block này anh cũng phải float left. Và cái width, width này cũng là 700 pixel. Cái chứa nó đây. Thì lúc này nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái margin tốt này nữa. Trừ 15 pixel. Và H3 anh sẽ điều chỉnh lại một chút. Khi mà có float left vào cái thì mình sẽ sử dụng margin top. Ok, không pixel. Đó, 8 pixel. Và cái array nằm ở đây rồi. Được chưa? Bây giờ anh sẽ dùng background cho nó, chính là cái này. Background ULL index no repeats width
bao nhiêu? chín mươi ba pixel và chiều cao là 20 pixel, được chưa? Tách align là center, line 2 là 20 pixel, color đúng theo màu quy định. Ok, text decoration none, anh đặt forward bold và anh sẽ margin cho cái này, đúng không? Margin tốt cho nó một quả năm, đâu đó 5 pixel, xem nào, nó hơi nhỏ, 8 pixel, và margin sang bên phải, margin right, đúng không? Tự em điều chỉnh. Ok chưa? Thì mình xong được cái này. Bây giờ đến cái ở dưới. Thì mình sẽ đi float cho thẻ LI, đúng không? Float left cho thẻ LI. Thì CSS ở đây thì mình sẽ có một cái vấn đề là ở đây này, cái border này. Thì anh chưa biết là dùng LI có được không, thì tí nữa sẽ xử lý sau. Làm đến đã. Thì anh sẽ gọi vào block UL như này, đúng không? UL LI. Và anh sẽ plot left cho nó. 700 mà chia cho 4 thì lẻ, đúng không? Tương đối thôi. Và nó nằm ở left, float left cho LI, chưa thấy nhận, chưa nhận này, nhìn thấy chưa? Xem nào. Đang chưa nhận. Oh sorry, nó đang không nằm ở trong block. Đây đây, anh nhầm block và LI luôn, không nằm trong size 3. Ok chưa? Thì tại vì ở đây mình cắt cái ảnh nó tương đối chuẩn rồi. Các em nhìn đây, mình sẽ theo cái format này. Anh sẽ phải điều chỉnh cái ảnh ở đây nó nhỏ hơn một chút để tạo ra khoảng trống. Nhưng anh sẽ đặt border cho cái này đã, để mình đi xem border solid CC. Được chưa? Và từ đây anh sẽ định nghĩa đến image. Anh chưa đặt width cho nó. Width cái này sẽ là khoảng 250 thì nó đã là 1000 rồi, đúng không? 175 là tròn. 175 là tròn. 175 là tròn à? Vâng. Chuẩn thế. Width. Rồi ok, để 175 đi. Được chưa? Nhưng 175 đang bị đúng rồi, để 175 đi. Ok, bây giờ anh sẽ định nghĩa đến image cho nó, đi từng cứ đi từ ngoài mà vào thôi, nói từ buổi đầu đó. Quýt 175 thì mình để cái width cho image này khoảng 150 thôi, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra cái khoảng cách. Text align center cho LI. Text align center cho LI. Thì ra giữa, đúng không? Padding tốt cho nó đây này, để cho nó tạo khoảng cách so với ảnh. Thì định nghĩa trên LI để mình đỡ phải định nghĩa nhiều. 15 pixel. Đó, được chưa? Đó, 10 pixel đi.
Ok chưa? Bây giờ định nghĩa vào đây thì cái này thì là màu này. H3 đúng không? Chui vào thẻ H3. Color. Được chưa? Chui vào thẻ B. Color. Ok chưa? Thì mình được kết quả như thế này. Anh sẽ bỏ Ctrl đi. Được chưa? Vậy thì cái border, cái đường gạch ngang ở dưới à, mình sẽ đặt cái border bottom, đúng không? Xem là có ổn không. Đây này. Bottom pixel solid. Nó đây đúng không? Được không? Giống này được không? Anh lấy theo màu này đã. Anh để là 2 pixel đi. Đó, lấy border bottom 2 pixel solid. Bây giờ anh hoàn toàn anh có thể copy nó xuống đây. Bởi vì sao? Bởi vì là nó giống nhau, đúng không? Nhưng ở dưới này anh sẽ phải đi sửa lại cái block này. Ok không? Nhất trí thì anh sẽ copy xuống đây. Block này đúng không? Đây. Thì các em nhìn thấy mình sẽ được như này. Và mình muốn nhân đôi cái sản phẩm này lên. Ok chưa? Đó. Tiếp theo anh sẽ đi sửa cái này thì khác hoàn toàn đúng không? Gần như khác hoàn toàn. Thì đầu tiên ở đây sẽ phân tích như nào vậy? Cho các em tự phân tích xem. Background của cái thẻ disk lớn rồi đúng không? Thì đây là của H3 đúng không? Có gì thay đổi nữa không? Nhìn thì phức tạp hơn nhưng thực tế là vẫn thế. Cái H3 này của mình thì lại có cái ảnh nền đây. Nhưng mà background này lại cho H3 rồi. Mà background chỉ được một ảnh đúng không? Thì xử lý là cái ô tô này. Thì tốt nhất là mình nên kế thừa như này này. Tức là cái này đã có ở trên rồi, ô tô có ở trên rồi đúng không? Mình sẽ giữ nguyên. Đây. Giữ nguyên cái này. Đúng không? Chỉ thay cái background của cái deep này. Và sẽ có một cái deep lớn hơn bọc cái này, H3 này. Và lại có background ở dưới. Hình dung ra. Tưởng tượng ra không? Ừ thôi anh làm nhỉ. Đây. Có phải là anh đang kế thừa được hết không? Chả bó gì cả. Đúng không? Thay mỗi cái này thôi. Thay mỗi cái này này. Bây giờ anh thay thôi. Thay bây giờ vấn đề của mình là thay thì như thế nào đây? Thì mình sẽ sử dụng cái thuộc tính gọi là độ ưu tiên đúng không? Vẫn dùng class này đi. Nhưng mà đặt thêm, à vẫn là cái thẻ này. Vẫn là cái class này để mà kế thừa được cái thuộc tính, những cái thuộc tính của nó ở trên. Nhưng mình đặt thêm một class nữa để mình đặt background để ghi đề nó. Cái nào định nghĩa sau thì sẽ thay thế đúng không? Trong cái con của cái... Đây này, đây, chính là cái này này. Cái này đúng không? Block size 3 này đúng không? Ở trên mình đang dùng thì mình sẽ kế thừa, nhưng ở dưới này sẽ là đặt một cái tên khác. Như là block size 3
bottom chẳng hạn. Thì anh chỉ cần đi định nghĩa mỗi cái này thôi. Thì đây cái block size 3 đây đúng không? Trên mình đang dồn đây đúng không? Đây đúng không? Thì anh sẽ định nghĩa lại đó bằng cái này, thay thế bằng background ull image. Thì nó ghi đề thôi, theo đúng cái hôm trước mình học, cái nào được định nghĩa sau thì nó sẽ thay thế cái trước. Repeat cho chiều x, chiều cao của nó thì vẫn giữ nguyên, chưa nhận này, xem nhé. Anh sai là chúng cửa bán chưa? Chúng cửa bán. Sai gì đâu? Bên kia. Đúng rồi mà. Lock sai ba bottom này. À, sorry sorry, anh chưa lưu chưa lưu. Chưa lưu này. Đó, nhìn thấy chưa? Thì mình có phải là mình đang dùng được hết không? Hiểu chỗ này không? Bây giờ mình chỉ còn thêm một cái thẻ deep chứa thằng này này và đặt background nền như nó chứa thằng H3 này. Đây này. Hiểu rõ chưa? Đây. Đi class. Anh sẽ đặt theo cái tên ảnh anh đang để đây này. Left sidebar. Được chưa? Bây giờ anh sẽ đặt cho thằng này. Vì thằng H3 đang float left đúng không? Nên nó cũng phải mang thuộc tính float left. Block. Block sidebar. Left sidebar. Float left. Đó, vỡ đâu chỉnh đấy. Background cho nó. Ull. Image. Cái gì đây? No repeat. Được chưa? Chiều cao. Được. Thì mình sẽ đặt đúng bằng cái width này, 189 và 35 pixel. 2 là 35 pixel và width 189 pixel. Thì mình sẽ đảm bảo được cái này đúng không? Ok chưa? Đơn giản không? Thì ở đây nhá, các em nhìn thấy cái này nó đang hơi chạm chữ này. Mình điều chỉnh cái margin left nó nhỏ lại. Đây này, chữ đây này, chữ này còn lớn hơn đấy. Chỗ đây này, nhìn thấy chưa? Thì ở đây anh sẽ điều chỉnh cái này một chút, nhưng sẽ có một vấn đề anh sẽ để các bạn về nhà xử lý. Là 5 pixel, 6 pixel, chứ 175 17. Anh sẽ đặt chung 6 pixel tạm vậy đã. Rồi, ok chưa? Xong chưa? Sang phần right. Sang phần này các em thấy là cũng khá là giống nhau đúng không? Mình sẽ kế thừa được. Đầu tiên, toàn bộ cái này thì là ảnh rồi, không không bàn cãi gì rồi. Anh chưa cắt thì phải. Chưa, cái ảnh này chưa cắt. Ok. Đây gọi là support online. Thì ở trên này nhá, anh sẽ có một cái đây, anh sẽ có một cái deep là cái khối này luôn. Ok không? Đó. Anh sẽ đặt là deep. Class là
Y sai 3 đi. Sai 3 là cái lát class chung, còn đây là support online. Được chưa? Thì cái div này của anh ấy nó sẽ phụ thuộc với thuộc tính của thằng id array này. Từ array anh gọi vào div có class là support sai 3. Bởi vì sao anh đặt chung như vậy? Bởi vì là background của nó chung. Đây này. Đúng không? Background xanh xanh này, này. Thì anh sẽ đặt background ull image. Tên của nó anh để rồi. Chưa cắt à? Anh chưa cắt nhỉ? Cái này là màu hay là vân đây? Màu. Màu thôi, ok. Thế thì mình sẽ dùng màu. Màu thì đơn giản. Đây, được chưa? Xem nào. Cái right side bar. Online, good side. Khó chưa? Merge nó sang một khoảng là bao nhiêu? Thằng Rai này chưa merge đúng không? Đây đây đây. Merge left 10 pixel. Ok chưa? Anh sẽ đưa cái ảnh vào thôi. Ha. Cái này mình sẽ đưa cái gì vào đây? Đầu tiên là anh sẽ có thể H3 cho cái này đúng không? H3. Hỗ trợ. Từ cái support online sẽ gọi đến H3. H3 có class là support online. Background ull sẽ là gì? Là gì các bạn? Lúc anh để tên là đâu nhỉ? Đây là online. No repeat. Xem chiều cao của nó là bao nhiêu nhé. Một trăm mười lăm pixel vào 41 pixel, hai là 41 pixel, width là 115 pixel. Đấy vậy, chạy lên chưa thấy gì, xem tại sao chưa nhận. À, nhầm đúng không? Sai 3. Sai 3 này. Support online này. Được chưa? Hotline image background. No repeat. Chưa nhận này. Đây nó chưa nhận này. Nên là chưa thấy CSS lên đây. Anh đang viết nó bị sai tên hay sai cái gì đó. Ôi dồi, biết sao à? Thẻ H3 này không có class. Nhìn ra chưa? Đây. Mà anh đang lấy class của cái này cho H3. Thành ra là sai này. Bỏ cái này đi. Chấm này. H3. Rồi. Ok chưa? Bây giờ đi điều chỉnh cái chữ này là 41 pixel color màu gì. Oops. Cái
transform uppercase. Touch in the 25 pixel. Chưa được. Vẫn hơi nhỏ nhỉ. 35 đi. Được chưa? Và anh đặt margin cho nó một khoảng 10 pixel. Ok, anh sẽ đưa cái ảnh kia vào sau hỗ trợ img src alt. Thì cái image này chính là cái này. Đây sẽ là image. Được chưa? Mình sẽ phải kéo nó ra thôi. Vì kích thước này ở đây của mình có vẻ là lớn hơn so với cái ảnh. Anh sẽ đặt width cho nó. Đây. Anh xem cái xe. Sẽ đặt width ra cho nó như thế này. Bao nhiêu nhỉ? 290 pixel. Bằng chính cái chiều cao. À sorry, bằng chính cái chiều rộng. Img chính chiều rộng của này. Width là 290 pixel. Đây được chưa? Di chuyển cái này xuống dưới một chút xíu. Đây. Margin top 5 pixel. Ok. Nó đang cần một cái khoảng như này đúng không? Mình sẽ làm gì nữa? Làm gì? Padding bottom cho cái này. Đây này. Sẽ là padding bottom của 10 pixel này. Ok chưa? Rồi này. Best hình bức tầm 10 pixel. Được chưa? Bây giờ anh có thể kế thừa cái này được chưa? Kế thừa được rồi đúng không? Kế thừa cho những phần này. Dịch vụ. Mình sẽ copy ra. Đây được chưa? Thì đây sẽ là service. Đây sẽ là dịch vụ. Thì anh sẽ thay đổi cái image cho service này. Giống như ở đây. Thì ở đây sẽ là service. Để mình điều chỉnh lại cái background này nó khác đi. Chính là cái này. Chạy lên này. Được chưa? Và mình sẽ đặt một cái khoảng cho nó, chính là cho chính cái line này. Margin bottom 30 pixel đi. Tạo một cái khoảng cách giữa cái trên và cái dưới. Lớn quá. 10 à? Để 10 cho nó cân nhỉ? Cho những cái kia tạo khoảng cân đối. Đây thì ở đây bây giờ anh sẽ đặt cái ba này, anh điều chỉnh lại cái text in the,
anh để là 45 đi. Được chưa? Đồng thời, ở đây lúc này danh sách của mình là cái gì? ULLI đúng không? Sẽ tạo danh sách thì xong cái này là coi như copy được ở cái dưới đấy. Đúng rồi. Ahref này. Thẻ A luôn luôn phải có title nhé. Các bạn nhớ vậy cho anh. Trước mắt thì chưa thấy dùng đâu. Đây. Anh sẽ dùng cái này. Ok chưa? Thuê xe các loại. Nhấn nó lên. À, tôi đang ngồi tại... Cái gì đây? Đây. Được chưa? Thì nó đang bị tràn lên, biết vì sao không? Do thằng này đang flood lab. Đúng không? Anh sẽ đi định nghĩa cho UL từ cái sidebar array này. Sidebar array này nằm trong cái array UL. Mình sẽ clear left đúng không? Không cho nó tràn lên nữa. Được chưa? Bây giờ mình sẽ định nghĩa vào thẻ A. Anh sẽ định nghĩa luôn vào thẻ A. Display block color sẽ là màu trắng và black decoration là none. Loại bỏ cái chân đi. Vâng. Để chữ màu trắng và mình sẽ có một cái gọi là cái icon đằng trước background ull image. Mình đang đặt là check.png đúng không? No repeat. Đây. Ok chưa? Có đường viền gì không nhỉ? Không. Không ạ. Touch indent 25 pixel. Ok chưa? Line 2 anh sẽ để là 25 pixel. Điều chỉnh cái ảnh này cho nó phù hợp. Margin sang bên trái một chút nữa. Margin left 10 pixel. Đây. 10 đi. Và anh sẽ chỉnh cái ảnh của mình. 5 pixel. 5 đi nhỉ. Tầm này. Được chưa? Không biết sao này. Merge left 20. Và cái gì nữa? Bây giờ ở dưới anh cũng hoàn toàn có thể copy được. Đó, tin tức như nhau. Copy xuống. Nó chỉ thay class ở đây là new thôi. Đúng không? Và ở đây của mình là sidebar LA. Mình sẽ đi sửa cái này. Service. Chỗ này là new. New vào H3 đúng không? Anh sẽ thay cái chưa cắt nick ở đây đây còn new. Ô anh cắt cả chữ à? Cái này bá đạo ấy. Được chưa? Vì anh cắt cả chữ rồi. Thì mình H3 kia không cần nội dung nữa.
coi như là xong rồi đấy. Còn cái này thì đưa ảnh vào thôi. Cái này này. Ở đây có ảnh rồi đúng không? Vâng.